Thưa quý vị, theo quy luật, từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau, du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Với tốc độ tăng trưởng của các thị trường khách du lịch chậm, những tháng gần đây, chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay đang gặp nhiều khó khăn. Hà Nội đã bước vào mùa thu đông, được xem là mùa vàng đón khách quốc tế. Hiện tại, du khách quốc tế đến Hà Nội đang đông dần. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách quốc tế tại một số điểm du lịch thu hút khách trước dịch như Văn Miếu, Quốc Tử Giám vẫn còn rất khiêm tốn. Lượng khách quốc tế hiện nay đến Văn Miếu chưa bằng cái lượng khách trước dịch Covid. Và theo cái ước tính của chúng tôi thì hiện nay khoảng 10% lượng khách quốc tế đến Văn Miếu so với giai đoạn trước dịch là khoảng 50-60%. Cho đến nay, khách quốc tế vào Việt Nam mới đạt khoảng 2 triệu lượt. Còn hơn 2 tháng nữa để toàn ngành nỗ lực đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách. Trong trạng thái trầm lắng chung, xuất hiện một số dấu hiệu khả quan về các thị trường gần hoặc mới nổi. Đến thời điểm này, Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất vào Việt Nam do có nhiều đường bay thẳng được kết nối. Bên cạnh đó, lượng khách Ấn Độ đến nước ta trong quý 3 năm nay đã vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng, đặc biệt là công suất sử dụng phòng ở các khách sạn. Trong hệ thống của tổng ty đã tăng lên bây giờ đang trung bình từ 65-70% công suất phòng, thì cái đó chính là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi thấy rằng bắt đầu du khách quan tâm và đến Việt Nam, đặc biệt là một số cái thị trường mới nổi như là Ấn Độ và một số nước Trung Đông. Cuối năm 2022 thì bắt đầu một số thị trường quốc tế gần sẽ được mở cửa và bắt đầu du khách quốc tế vào Việt Nam và du khách Việt Nam đi quốc tế sẽ bắt đầu được khởi động lại, nhưng mới cũng chỉ là ở mức độ là khởi động chứ chưa thể nào được coi thực sự là phục hồi. Đó là thị trường quốc tế. Thị thực vẫn đang là một trong những rào cản để thu hút khách quốc tế. Hiện tại có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được Việt Nam miễn thị thực cả đơn phương lẫn song phương. Dù vậy, ngoài các nước ASEAN, du khách đến từ hầu hết các quốc gia khác chỉ có thể lưu trú trong vòng 15 ngày. Đối với các nhóm cơ chế chính sách thì sẽ tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành, với chính phủ làm sao để có cái chính sách, thứ nhất là đẩy mạnh cái visa, cấp visa điện tử, cái thủ tục làm sao thuận lợi nhất cho du khách nước ngoài. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời gian lưu trú cho khách. Hiện nay với cái quy định là cái thời gian lưu trú 14 ngày thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định cho khách. Như vậy có thể nói là từ nay đến cuối năm sẽ khó có sự đột phá về thu hút khách quốc tế. Dự báo để tình hình du lịch khởi sắc thì phải sang đầu năm 2023 trở đi.